Người bị suy thận có được ăn tổ yến không? Tổ yến là thực phẩm xuất phát từ tự nhiên, chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho người bệnh. Theo nhiều nghiên cứu, trong tổ yến chứa khoảng 18 axit amin và 30 khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người. Với người bị suy thận, khả năng đề kháng suy giảm thì tổ yến là nguồn cung cấp chất thiết yếu, giúp người bệnh cải thiện sức khỏe. Không chỉ có vậy, tổ yến chứa một lượng đạm cao, duy trì 55%. Đây là lượng đạm tự nhiên nên cơ thể dễ hấp thu, vì vậy rất tốt cho người bị suy thận. Nhờ đó, tổ yến còn tăng cường quá trình trao đổi chất, giảm tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, xanh xao ở người suy thận giai đoạn nặng. Đặc biệt, một số nghiên cứu phát hiện ra trong tổ yến chứa hoạt chất với tên gọi valine có khả năng làm lành những tế bào tổn thương và hạn chế lượng đường huyết trong máu. Nhờ vậy, hầu hết bệnh nhân có sức khỏe kém đều được bác sĩ khuyên dùng tổ yến đều đặn. Trong tổ yến chứa nhiều đạm dễ hấp thu, giúp bệnh nhân suy thận dễ tiêu hóa, giảm áp lực đào thải cho thận. Hoạt chất tyrosine trong tổ yến giúp tăng cường chức năng tuyến thượng thận, nhờ đó hàn gắn tổn thương và giảm nguy cơ tổn thương thận. Tổ yến có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, nhờ đó đề kháng cơ thể được hoạt động tốt, phục hồi những tổn thương tại thận, đồng thời giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Tổ yến giúp cân bằng lượng đường huyết trong cơ thể, hạn chế nguy cơ tiểu đường, làm thận phải bài tiết quá tải, giúp người bệnh hạn chế triệu chứng suy thận, giảm thiểu tối đa cảm giác chán ăn, mệt mỏi, từ đó tăng cường sức khỏe chống lại bệnh tật. Hướng dẫn sử dụng tổ yến cho người suy thận. Với người bệnh suy thận, các chuyên gia khuyên rằng bạn chỉ nên ăn tổ yến tối đa 3 lần mỗi tuần. Với tần suất này, khối lượng tổ yến mỗi lần dùng chỉ nên giữ ổn định khoảng 10g. Nếu ăn nhiều quá thì cơ thể sẽ dư thừa chất và thận sẽ phải hoạt động quá tải. Khi đó, bệnh suy thận sẽ thêm trầm trọng. Người bệnh có thể chế biến tổ yến thành nhiều món khác nhau để tăng hương vị cho món ăn. Một số món ăn đầy đủ dinh dưỡng và được nhiều người ưa thích như yến trưng, đường phèn, súp yến, chè yến, canh yến. Trong quá trình chế biến tổ yến, không nên sử dụng quá nhiều đường, bởi đường sẽ làm tăng lượng đường huyết và khiến thận phải đào thải nhiều hơn. Ngoài ra, bệnh nhân cũng không nên ăn nhiều thực phẩm chứa đường có hại cho sức khỏe. Tuyệt đối không được sử dụng các loại chất kích thích bao gồm bia, rượu, thuốc lá, cà phê, gây đầu độc thận và khiến triệu chứng bệnh càng thêm nghiêm trọng. Không nên chế biến các món yến quá mặn hoặc cho nhiều gia vị. Việc món ăn quá mặn khi hấp thu vào cơ thể sẽ khiến thận đẩy mạnh hơn quá trình bài tiết, khiến thận quá tải. Bên cạnh việc ăn tổ yến, người bệnh cần chú ý uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để tăng cường chuyển hóa và cung cấp đủ nước cho cơ thể hoạt động. Yến xào Quang Minh, địa chỉ showroom số 264 Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội. Hotline 1900 636 891 hoặc truy cập website đongyquangminh.vn. Cảm ơn quý khách.